Thượng viện thông qua dự luật tài trợ 1,2 nghìn tỷ USD, chỉ trích kịch liệt chính quyền Biden. Laura Ingraham cảnh báo về sự tự hủy của GOP, đề cao sự kiên cường của nhà vô địch Trump. GOP yêu cầu câu trả lời từ chính quyền Biden về dòng người di cư vào Hoa Kỳ. Thượng viện thông qua dự luật tài trợ 1,2 nghìn tỷ USD chỉ trích kịch liệt chính quyền Biden. Kính thưa quý vị thân mến, trong một loạt các cuộc đàm phán điên cuồng vào phút cuối, Thượng viện đã cố gắng thông qua gói chi tiêu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD vào đầu giờ sáng thứ Bảy. Suýt ngăn chặn được việc chính phủ sắp đóng cửa. Tuy nhiên, việc thông qua dự luật đã bị hủy hoại bởi những lời chỉ trích về cách xử lý các vấn đề tài chính của chính quyền Biden và việc chính quyền này không ưu tiên các sáng kiến chính sách quan trọng. Với số phiếu 74 trên 24 ủng hộ dự luật, các nhà lập pháp đã thở vào nhẹ nhõm khi mối đe dọa đóng cửa chính phủ tạm thời được ngăn chặn. Tuy nhiên, quá trình dẫn đến việc thông qua dự luật đầy căng thẳng và tranh cãi giữa các đảng phái, nhấn mạnh sự rối loạn chức năng đã định hình nền chính trị của Hoa Thịnh Đốn. Các nhà phê bình coi mức giá đắt đỏ của dự luật và việc thiếu các cải cách chính sách đáng kể là bằng chứng cho sự lãnh đạo mờ nhạt của chính quyền Biden. Bất chấp những hứa hẹn về cơ chế lượng đảng và quản trị thực dụng, tổng thống Joe Biden vẫn gặp khó khăn trong việc tập hợp sự ủng hộ cho chương trình nghị sự của mình, dẫn đến một loạt cuộc tranh cãi trên đồi Capitol. Dự luật hiện đang chờ tổng thống Biden ký, bao gồm tài trợ cho các cơ quan chính phủ quan trọng như Bộ Quốc phòng, An ninh Nội địa và các Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, những người bảo thủ đã chỉ trích dự luật vì chi tiêu quá mức và không giải quyết được các vấn đề cấp bách như an ninh biên giới và cải cách nhập cư. Hơn nữa, cách chính quyền Biden xử lý quy trình ngân sách năm tài chính có đặc điểm là chậm trễ và sai sót, càng làm trầm trọng thêm mối lo ngại về khả năng quản lý hiệu quả của chính quyền này. Khi đồng hồ điểm đến thời hạn nửa đêm, tình trạng không chắc chắn bao trùm số phận của các dịch vụ thiết yếu của chính phủ và nhân viên liên bang cho thấy sự thất bại của chính quyền trong việc cung cấp các giải pháp kịp thời cho những thách thức cấp bách. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã đặc biệt lên tiếng chỉ trích dự luật, cáo buộc chính quyền Biden ưu tiên lợi ích đảng phái hơn nhu cầu của người dân Mỹ. Quyết định của chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật ra sàn bất chấp sự phản đối của đa số đảng viên Đảng Cộng hòa, phản ánh sự coi thường của chính quyền đối với sự hợp tác lưỡng đảng và xây dựng sự đồng thuận trong một dấu hiệu cho thấy sự bất mãn ngày càng gia tăng trong đảng Cộng Hòa. Những nỗ lực phế truất Johnson khỏi chức chủ tịch Hạ viện nhấn mạnh sự chia rẽ sâu sắc và xung đột nội bộ đã gây khó khăn cho GOP. Tỷ lệ bỏ phiếu thất bại với hơn 100 đảng viên đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống lại dự luật, đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về việc chính quyền không thể thu hút được sự ủng hộ rộng rãi cho chương trình nghị sự của mình. Trong khi đó, đảng Dân Chủ đã tìm cách bảo vệ các điều khoản của dự luật nhấn mạnh đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như giáo dục y tế và nghiên cứu tuy nhiên những nỗ lực của họ đã bị lưu mờ bởi những lời chỉ trích về ngân sách cồng kềnh của dự luật và thiếu những cải cách có ý nghĩa khi chính quyền biden phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng trong việc xử lý các vấn đề tài chính các câu hỏi vẫn tồn tại về khả năng vượt qua những thách thức phía trước với khoản nợ quốc gia đạt đến mức chưa từng có và tình trạng bế tắc đảng phái làm tê liệt quốc hội con đường phía trước vẫn đầy rẫy những khó khăn. Khi các nhà lập pháp chờ đợi chữ ký của Tổng thống Biden trên dự luật chi tiêu, đồng hồ tiếp tục đếm ngược khả năng của chính quyền trong việc thực hiện những lời hứa về sự thống nhất và tiến bộ. Tuy nhiên, với những lời chỉ trích ngày càng gia tăng dành cho đảng Dân Chủ và đặc biệt là chính quyền thối nát Joe Biden, Hoa Thịnh Đốn vẫn vấp phải rất nhiều khó khăn trong tiến trình thay đổi, cải thiện. Laura Ingraham, cảnh báo về sự tự hủy của GOP, đề cao sự kiên cường của nhà vô địch Trump. Kính thưa quý vị, trong một lời chỉ trích gay gắt đối với giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa, người dẫn chương trình Fox News Laura Ingraham đã đưa ra cảnh báo rõ ràng về việc suy giảm đa số tại Hạ viện, cho thấy rằng đấu đá nội bộ của Đảng Cộng hòa có thể mở đường cho sự kiểm soát của Đảng dân chủ. Nhận xét của Ingraham được đưa ra trên The Ingraham Angle nhấn mạnh sự thất vọng của bà với thông báo rút lui sớm của hạ nghị sĩ Mike Gallagher và nhấn mạnh sự cần thiết của sự đoàn kết trong đảng để ngăn cản những tiến bộ của đảng Dân Chủ. Bày tỏ sự thất vọng trước quyết định từ chức của Gallagher, Ingraham cho rằng đây có thể được coi là một động thái bất chấp với những hậu quả tiềm ẩn so với triển vọng của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. So sánh với những trường hợp mất đoàn kết trong đảng trước đây, bà chỉ trích việc Gallagher Miễn cưỡng cam kết tham dự đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, trái ngược với sự tham gia kiên định của cựu tổng thống Trump, mặc dù vấp phải sự phản đối từ chính đảng của ông. Bài bình luận của Ingraham nhấn mạnh sự thất vọng của cô với tình hình hiện tại trong GOP, than thở về điều mà bà mô tả là một sự tự sát chậm rãi do bất hòa nội bộ và thiếu gắn kết. Bà bày tỏ sự thất vọng trước việc đảng không tận dụng được thế đa số hẹp của mình trong Hạ viện cho rằng đó là kiểu tự phá hoại và bỏ lỡ cơ hội. Trích dẫn nhiệm kỳ kéo dài hàng thập kỷ của mình ở Hoa Thịnh Đốn, Ingraham than thở về sự xói mòn đoàn kết trong đảng và sự thiếu vắng sự lãnh đạo quyết đoán trong việc đối đầu với những thách thức mà quốc gia đang phải đối mặt. Bà chỉ trích quan điểm coi GOP là đảng ngu ngốc, cho rằng đó là do không ưu tiên các nguyên tắc bảo thủ và tập hợp đằng sau sự lãnh đạo mạnh mẽ. Trái ngược với những thiếu sót được nhận thấy của GOP, Ingraham ca ngợi sự kiên cường và cam kết vững chắc của Trump đối với chương trình nghị sự chính trị của ông. Bà ca ngợi sự sẵn lòng của Ngài Tổng thống để tiếp tục tham gia vào lĩnh vực chính trị, mặc dù vấp phải sự phản đối từ chính đảng. Trái ngược với những gì bà ấy mô tả là phản ứng mờ nhạt của GOP đối với những tiến bộ của Đảng dân chủ. Bài bình luận của Ingraham lặp lại quan điểm được chia sẻ bởi nhiều tiếng nói bảo thủ, những người đã bày tỏ sự thất vọng trước việc Đảng Cộng hòa được cho là không có khả năng tận dụng những thành công trong bầu cử của mình và thúc đẩy một chương trình nghị sự gắn kết. Lời cảnh báo của bà về hậu quả của sự mất đoàn kết của Đảng Cộng hòa đóng vai trò như một lời kêu gọi các nhà lãnh đạo đảng ưu tiên sự đoàn kết và tập trung vào việc ngăn cản các tổ chức của Đảng dân chủ nhằm giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Khi GOP vật lộn với sự chia rẽ nội bộ và bóng ma về sự trỗi dậy của Đảng dân chủ, nhận xét của Ingraham nhấn mạnh sự cấp bách của việc đối đầu trực tiếp với những thách thức này bằng cách ủng hộ sự kiên cường của Trump và chỉ trích những thiếu sót được nhận thấy của đảng. Bà đã tìm cách khuyến khích các đảng viên Cộng Hòa tăng gấp đôi nỗ lực và giành lại vị trí tiên phong của các giá trị bảo thủ. Trước áp lực và bất ổn ngày càng gia tăng, lời kêu gọi đoàn kết và hành động quyết đoán của Ingraham đã gây được tiếng vang với những người ủng hộ Trump, cũng như những người theo phe bảo thủ. Khi đảng Cộng Hòa vạch ra lộ trình của mình, bài bình luận của bà đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về những lợi ích trước mắt và sự cần thiết phải có cam kết vững chắc đối với các nguyên tắc cốt lõi của đảng. GOP yêu cầu câu trả lời từ chính quyền Biden về dòng người di cư vào Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị thân mến, đảng Cộng hòa tại Hạ viện do hạ nghị sĩ Randy Weber của Texas lãnh đạo đã tiến hành một cuộc tấn công gây gắt vào chính quyền Biden về chương trình gây tranh cãi của họ nhằm tạo điều kiện cho 386.000 người di cư vào các thành phố của Hoa Kỳ từ các quốc gia có nguy cơ cao. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về an ninh quốc gia và chính sách nhập cư, Đảng Cộng hòa đang yêu cầu Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas có câu trả lời về cách chính quyền xử lý tình huống này. Trong một bức thư gửi cho Biden và Mayorkas, Weber và 17 thành viên Đảng Cộng hòa khác đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về chương trình ủy quyền đi lại trước của chính quyền cho phép những người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela bay thẳng vào Hoa Kỳ. Được Bộ An ninh Nội địa mệnh danh là chương trình tạm tha CHNV, sáng kiến này đã bị chỉ trích gây gắt vì được cho là thiếu minh bạch và có những rủi ro tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia. Thư của Weber cáo buộc chính quyền Biden đồng lõa trong cái mà ông mô tả là cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền đã tạo ra khe hở cho phép công dân nước ngoài lách các thủ tục nhập cư. Nhấn mạnh việc bao gồm các quốc gia như Haiti và Venezuela, cả hai đều nằm trong danh sách cấp 4, không được đi du lịch của Bộ Ngoại giao. Weber bày tỏ sự thất vọng trước chính quyền, rõ ràng coi thường sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ. Bức thư trích dẫn số liệu thống kê đáng báo động, trong đó DHS đã xác nhận rằng 386.000 người di cư đã vào Hoa Kỳ thông qua ứng dụng tính đến tháng 2 năm 2024. Weber cũng chỉ trích các quan chức hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ vì họ từ chối tiết lộ thông tin quan trọng về sân bay khởi hành ở quốc gia xuất xứ của người di cư và sân bay đến của họ tại Hoa Kỳ, làm tăng thêm mối lo ngại về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chính quyền. Trong một lời khiển trách gây gắt đối với Biden và Mayorkas, Weber cáo buộc chính quyền vượt qua luật pháp và ưu tiên lợi ích của những người di cư không được giám sát hơn là sự an toàn của cộng đồng người Mỹ, ông cảnh báo về những rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn do hành động của chính quyền gây ra, nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh chóng và quyết đoán để giải quyết cuộc khủng hoảng đang gia tăng. Weber tuyên bố, điều này không chỉ gây ra rủi ro an ninh quốc gia mà còn đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về chính quyền này, đồng thời nhấn mạnh việc chính quyền này đã không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ người dân Mỹ. Ông lên án tính chất bí mật của chương trình, tố cáo quyết định của chính quyền Đưa những người di cư không được kiểm soát vào các thành phố của Hoa Kỳ gây tổng hại đến an toàn công cộng. Yêu cầu của GOP về trách nhiệm giải trình được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang về chính sách nhập cư và an ninh biên giới, với việc Đảng Cộng hòa cáo buộc chính quyền Biden đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp thực thi lỏng lẻo và thiếu kế hoạch chiến lược. Khi những lời kêu gọi cải cách ngày càng lớn, chính quyền phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng trong việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng biên giới và thực hiện các giải pháp hiệu quả để bảo vệ biên giới quốc gia và duy trì pháp quyền